Bài tập số 31, quy kết những cái điện tích hình thức cho những cái nguyên tử trong mỗi cái cấu tử sau đây. Assign là quy kết, là chỉ ra. Formal charges là những cái điện tích hình thức. Atom là nguyên tử. Species là loại, là loài, hay có thể dịch là cấu tử. Ở câu A, các nguyên tử đều trung hòa, cho nên câu A không có nguyên tử nào có điện tích hình thức. Ở câu B, nguyên tử nitơ mới có 4 electron hóa trị xung quanh, do đó nitơ này có một điện tích dương. Nguyên tử carbon có 5 electron hóa trị xung quanh, cho nên carbon này có một điện tích âm. Ở câu C, nitơ mới có 4 electron hóa trị xung quanh, cho nên nitơ này có điện tích dương. Oxy có điện tích âm do có 7 electron hóa trị xung quanh. Ở câu D, nguyên tử nitơ ở giữa có điện tích dương do mới có 4 electron hóa trị xung quanh. Nguyên tử nitơ ở phía bên phải có một điện tích âm do có 6 electron hóa trị xung quanh. Bài tập số 32 cùng một yêu cầu như bài tập số 31. Ở câu A, nguyên tử oxy mới có 5 electron hóa trị xung quanh nên oxy này có một điện tích dương. Cái bo này sẽ mang một điện tích âm do nó có 4 electron hóa trị xung quanh. Mình có thể viết công thức khai triển của cái bo này ra như sau. Xung quanh bo có 4 electron hóa trị, vì vậy mà bo này mang một điện tích âm. Câu B, nitơ mới có 4 electron hóa trị xung quanh, cho nên nitơ này mang một điện tích dương, nhôm mang một điện tích âm. Tương tự như trường hợp của bo, chúng ta có thể viết công thức khai triển của nhôm CnL3 ra. Nhôm có 4 electron hóa trị xung quanh, vì vậy nhôm mang một điện tích âm. Trường hợp C, nitơ mang một điện tích dương do xung quanh mới có 4 electron hóa trị. Oxy với 7 electron hóa trị xung quanh sẽ mang một điện tích âm. Trường hợp D, phosphor mang một điện tích dương do mới có 4 electron hóa trị xung quanh. Oxy mang một điện tích âm do có 7 electron hóa trị xung quanh. Bài tập số 33, tất cả những cái cấu tử sau là đẳng điện tử. Hãy xác định những cái nguyên tử có điện tích hình thức, tính toán cái điện tích thực của mỗi cái cấu tử. Isoelectronic là đẳng điện tử. Determine là hãy xác định. Calculate là tính toán. Net charge là điện tích thực. Câu A, nguyên tử carbon có 5 electron hóa trị xung quanh nên carbon này mang một điện tích âm. Oxy có 5 electron hóa trị xung quanh nên oxy mang một điện tích dương. Điện tích thực của cái cấu tử này là bằng 0. Câu B, nitơ không mang điện tích, oxy mang một điện tích dương. Vậy thì điện tích thực của toàn cái cấu tử này là 1 cộng. Câu C, carbon mang một điện tích âm, nitơ không mang điện tích. Vậy thì toàn bộ cái cấu tử này sẽ có điện tích là 1 âm. Câu D, mỗi cái nguyên tử carbon có điện tích là 1 âm. Vậy thì điện tích tổng cộng của cái cấu tử này là 2 trừ. Bài tập 34, tương tự như bài tập 33, cũng là xác định điện tích hình thức của các cấu tử đẳng điện tử. Câu A, nitơ bên tay trái có điện tích là 1 trừ, nitơ bên tay phải có điện tích là 1 trừ, nitơ ở giữa có điện tích là 1 cộng. Vậy thì điện tích tổng cộng của ion này là 1 trừ. Ở câu B, nguyên tử nitơ có điện tích là 1 cộng. Vậy thì điện tích tổng cộng của cái cấu tử này là 1 cộng. Bài tập 35, những cái cấu tử sau là đẳng điện tử. Hãy xác định cái nguyên tử nào có điện tích hình thức. Hãy tính toán cái điện tích thực cho mỗi cái cấu tử. Tương tự như trên, species là loại hay là loài. Isoelectronic là đẳng điện tử. Determine là hãy xác định. Atom là nguyên tử. Formal charge là điện tích hình thức. Net charge là điện tích thực. Calculate là tính toán. Ở câu A, Lewis này mới có 5 electron hóa trị xung quanh nên Lewis mang một điện tích dương. Ở câu B, nitơ cũng mang một điện tích dương do mới có 4 electron xung quanh. Ở câu C, oxy mang một điện tích dương do mới có 5 electron xung quanh. Ở câu D, Lewis mang một điện tích âm do có 7 electron xung quanh. Ở câu E, Brom mang một điện tích dương do mới có 6 electron hóa trị xung quanh. Ở câu F, carbon mang một điện tích âm do có 5 electron hóa trị xung quanh. Bài tập số 36 cũng tương tự như bài tập số 35. Oxy mang một điện tích âm do có 7 electron xung quanh. Câu B, Brom không mang điện tích. Câu C, carbon có điện tích dương do mới có 3 electron hóa trị xung quanh. Câu D, Lewis không mang điện tích. Câu E, nitơ không mang điện tích. Câu F, nitơ mang một điện tích âm do có 6 electron hóa trị xung quanh. Bài tập số 37, acetylcholine, một cái hợp chất liên quan đến việc vận chuyển các xung thần kinh, có cái cấu trúc như sau. Điện tích hình thức trên nguyên tử nitơ là gì? Điện tích thực của acetylcholine là gì? Compound là hợp chất, involved là liên quan đến cái gì đó hay là dính líu đến cái gì đó. Transfer là vận chuyển, nerve là thần kinh, impulse là cái xung,
Trong cái cấu trúc của acetylcholine thì nitơ có một điện tích dương do nó mới có 4 electron hóa trị xung quanh. Vậy thì điện tích thực của toàn bộ cái cấu tử acetylcholine là 1 cộng. Bài tập số 38, sarin là một cái khí gây độc thần kinh, có cái cấu trúc như sau. Điện tích hình thức trên cái nguyên tử phosphor là gì? Cái nguyên tử phosphor này mới có 4 electron hóa trị xung quanh, trong khi phosphor nằm ở phân nhóm 9 nhóm 5, nó cần có 5 electron hóa trị xung quanh thì nó mới trung hòa. Vì vậy, phosphor này có điện tích là 1 cộng. Bài tập số 39, viết cái cấu trúc cộng hưởng được gây ra bởi những cái electron mà đã di chuyển theo cái chiều được ngụ ý bởi cái mũi tên cong cho cái email sau đây. Đồng thời thì cũng tính toán cái điện tích hình thức. Resonance là cộng hưởng, resonance structure là cấu trúc cộng hưởng, direction là chiều hướng, curve around là mũi tên cong, amide là hợp chất có chứa nhóm chất C nối đôi O và carbon này liên kết tiếp với nitơ. Theo cái chiều mũi tên cong được vẽ thì cái cặp điện tử trên nitơ sẽ tạo nên một liên kết bi với nguyên tử carbon. Đồng thời cái liên kết bi giữa carbon với oxy sẽ bị đứt ra và quay trở về với oxy. Chúng ta sẽ có cái công thức cộng hưởng như sau. Lúc này nitơ sẽ mang điện tích dương và oxy mang điện tích âm. Bài tập số 40 yêu cầu cũng tương tự như bài tập số 39. Chúng ta sẽ thấy là một cặp electron trên nguyên tử oxy sẽ đi xuống để tạo thành một liên kết bi với nguyên tử carbon. Còn cái liên kết bi có sẵn giữa nguyên tử carbon với cái oxy còn lại sẽ bị đứt ra và trở về với cái oxy. Chúng ta sẽ có công thức cộng hưởng như sau. Lúc này điện tích âm sẽ nằm trên cái oxy hướng bên trên, còn trong cái công thức ban đầu thì điện tích âm nằm ở cái oxy hướng về phía dưới. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo nhé.